Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phổ thực hành toán 2, kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 7, phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Tiết số 5. Số hàng là cái hàng ở trên. Số hàng là cái hàng ở dưới và tổng là hàng cuối cùng. Rồi, muốn tìm tổng thì ta lấy 2 này ta cộng lại với nhau, 6 cộng 5 là bằng 11. 7 cộng 6 là bằng 13. 8 cộng 6 là bằng 10, 14. 9 là cộng 7 là bằng 10, 16. 8 cộng 5 là bằng 10, 13. 7 cộng 7 là bằng 10, 14. Bài số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Như là chúng ta có cái gì đây? Đây là một số cái phép tính. Chúng ta xem cái câu hỏi người ta nói gì đây. Bạn sao hái những cây nấm ghi phép tính có kết quả bằng 12. Hỏi bạn sao hái được bao nhiêu cây nấm? Như vậy thì chúng ta phải cộng mấy cái này lại đã. 8 cộng 5 là 13. 9 ta cộng với lại 2. 9 ta cộng 3 là bằng 12. 10 ta cộng 4 là bằng 14. 7 cộng 5 là bằng 12. 7 cộng 3 là bằng 10. 6 cộng 6 là bằng 12. 8 cộng 4 là bằng 10, 12. Và chúng ta sẽ có được bao nhiêu đây? 1 số 12, 2, 3, như vậy là 4. Được. Như vậy là bạn sao hái được là 4. 4 cái nấm. Bài số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho tích hợp 9 cộng 5 là 10, 14. 8 cộng 6 là 10, 14. 7 cộng 4 là 11. 6 cộng 7 là bằng 10, 13. 9 ta cộng cho 7 là bằng 10, 16. Câu B. Những phép tính ở câu A có kết quả bằng nhau là. Như vậy là bao nhiêu đây? Đây, 14. Đây, 14. Như vậy là 9 ta cộng 5 bằng 8 ta cộng cho 6. Ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Đúng thì ghi D, sai thì ghi S. Đây là công xúc xắc A, xúc xắc B, xúc xắc C và xúc xắc D. Đây là những công xúc xắc. Được, đây là những công xúc xắc. Xúc xắc nó trên này nó có những cái chấm trên này. Được. Mỗi mặt nó có những cái chấm khác nhau. Đây chẳng hạn như mặt này 6 chấm, cái mặt bên này là 4 chấm, cái mặt bên này là 1 chấm. Được. Đó là những câu xúc xắc. Thì người ta họ yêu cầu là làm gì đây? Hai con xúc xắc có tổng số chấm ở các mặt trên bằng 11 là. Đây là cái mặt trên này, được không? Chúng ta đếm này là 1 2 3 4 5 6, như vậy cái mặt trên này là 6. Đây là 1 2 3 4 4. Đây là 1 2 3 4 5. 5, 1, 2, 3. Như vậy là con nào cộng với con nào là có tổng là bằng là 11 đây. 6 cộng 4 là 10, không phải. 6 cộng 5 là 11 này. Đó. Như vậy là A và C. A và C. Đây, A và C. Như vậy này là đúng này. Rồi A và B là bao nhiêu đây? A và B 6 còn 4 là bằng 10, như vậy không đủ, không phải là 11, người ta yêu cầu là 11, vậy này là sai. B và C. B đây 4 5, 4 5 là 9 mà người ta yêu cầu 11, như vậy là sai. C và D. Đây là C, đây là D, 5 cộng 3 là bằng 8. 8 người ta yêu cầu 11, vậy là sai. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả, thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.